Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về đồng SEIC. Đây là lần đầu tiên mình nói về cái đồng này và hôm nay là lần đầu tiên mình cộng vô thêm cho cái nón cho cái nhóm altcoin, altcoin và altcoin. Rõ ràng là trong altcoin mình có khá là nhiều đồng, tới mười mấy đồng lực, ok? Thì trong những cái ngày và những cái tuần tới đây thì mình sẽ nói về nó nhiều hơn bởi vì uh, chuẩn bị tới đây đó là cái giai đoạn có thể là cái giai đoạn của đồng altcoin lúc uh, BTC trải nghiệm cái sóng số 4 Sống sóng số 4 từ 3 xuống 4 okay. uh, đây là mình nằm trong cái khung uh, khung 1 giờ ok và đây là sóng số 1 đây là sóng số 2 đây là sóng số 3 đây là sóng số 4 ok uh, số 4 có thể đã kết thúc ở đây nghe có thể là kết thúc ở đây ok nếu nó tiếp tục xuống thì mình có thể dời sóng số 4 nhưng tạm thời mình bỏ nó ở đây nha và mình có thể là sóng số 5 đang xảy ra ok 4 hoặc 5 ok làm sao mình biết được chuyện đó thì trong cái video này mình sẽ thích để bạn để ý để chuẩn bị tới đây mình chốt đơn chốt đơn và chốt đơn à, đầu tiên trước khi nhảy vô á cái trend của đồng C là lên lên và lên vừa rồi nó đã bay khá là nhiều rồi chứ không phải là không đây bạn có thể thấy nó đã lên tới 280 phần trăm và ngay bây giờ nó đang trải nghiệm một gọi là một cái sideways cũng giống như giai đoạn ở đây. Bạn có thể thấy nha. Có thể xác suất là nó sẽ lên tiếp. Làm sao mình biết nó lên tiếp hay là nó nó sẽ sẽ sập. Làm sao mình biết nó lên tiếp tục đi lên hay là nó sẽ trải nghiệm cái sóng số 4 đã rồi sau đó nó mới lên. Thì cái video này sẽ giải thích cho bạn. Thì đây là cái cái chỗ nó đang gọi là tụ tập. Đây yeah. là đây là cái hình tam giác đúng không? Đây là cái hình tam giác. Thì À, để giải thích thêm một lần nữa nếu mà nó đi xuống thì mình vẫn có thể dời sóng số 4 ngay trong sự sóng 4 nhưng mà nếu nó tiếp tục đi lên luôn ngay bây giờ mình có thể nói là sóng số 4 đã kết thúc ở đây rồi nó cũng đã đủ rồi và sóng số 5 sẽ bắt đầu làm sao mình biết sóng số 5 bắt đầu cái đầu tiên nha là bạn để ý để đấy để, để ý cái hình tam giác này giữa hai cái vành đen này và đây là cái trendline cái đầu tiên là để ý cái cái trendline của nó nếu nó phá vỡ cái trend đó là tín hiệu đầu tiên lên lên và lên. Màu xanh là lên. Sau đó là cái đỉnh vừa rồi của nó là nằm đây, con giá là 0.8147, đó là lá cờ thứ hai. Lá cờ thứ ba là cái bắt đầu cái hình tam giác là đây, ở cái con giá là 88088. 08855. Đây ba ba cái lá cờ 1 2 3. Nếu nó cắn cái này là xác nhận đầu tiên, cắn thứ hai vô hàng rồi lên 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 và lên. Nhưng mà nếu nó cắn được cái vùng này nghe cái con giá 88 cái đỉnh vừa rồi của nó là nó rơi vào những con giá này, ít nhất là nó phải rơi vào con giá 93, sau đó mình có 98, ok, 1.61, ok, 1.16, 1.26, cái đó là trường hợp vò lên, lên và lên. Nhưng nếu nếu nó là một hình tam giác, ok, và xác suất nếu một cái hình tam giác nó tiếp tục như vậy đó, ok, thì vẫn nó vẫn có thể rơi xuống, có nghĩa là sóng số, số 4 sẽ tiếp tục diễn ra, ok và không chỉ vậy nữa mình cộng thêm vài cái sóng trong đây để gọi nó cho nó rõ hơn cho bạn. A, B và C có thể là C đang được diễn ra, cũng có thể, đúng không? Và làm sao mình biết làm sao mình biết là nó sẽ chọn cái con đường đi xuống cái cái khu vực này. Cái đầu tiên là ở đây mình cho bạn thêm hai cái lá cờ. Lá cờ đầu tiên là dẫn đường đi xuống là cái vành đen. Lá cờ thứ hai bạn có thể vẽ thêm một cái cái đường chỉ nằm ở đây cũng được đây. Ok, đây và mình đổi cái đường chỉ này bởi vì nó là xuống đúng không? Thì mình đổi tất cả những cái đường chỉ dẫn cái con đường xuống thành màu đỏ để cho mình gọi là xanh là lên, đỏ là xuống, đúng không? Thì đây, mình cái đầu tiên là cái trend line để ý nó, nếu nó sập xuống dưới đó thì có thể là cái cái con đường của nó chọn là xuống xuống xuống. Và cái thứ hai là mình dán cho nó một cái con giá luôn cho cái con giá này. Ok mà để cho mình chỉnh sửa lại cái con giá này cho nó chọn đây chuyển cái này đi, ok và đây thì là mình phải chuyển nó thành màu đỏ luôn, ok màu đỏ là nó nói là cái con đường là xuống 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 nó rơi vào cái những giá này thì đây là ba cái là cờ đỏ, lá cờ đầu tiên là cái tròn lai màu đen này, là nhé, tròn lai màu đen Đây là cái hình tam giác cái thứ hai là cái đáy vừa rồi của nó là đây cái thứ ba là cái đáy ở đây nghe cái đáy ở đây thôi là đủ rồi không cần tới ở đây đây ở đâu ở đây ở đâu ở cái cái cái, cái đáy này À, bạn có thể ván dán thêm một cái lá cờ ở cái đáy này nữa cũng được nghe cũng được để xác thật xác thật xác thật là cái trend nó đã xuống xuống và và xuống đó là bốn cái lá cờ 1 hai ba bốn và nếu mà nó phá vỡ vành này và nó xuống chỗ này thôi là mình công nhận là nó đã rơi vào cái vùng này có nghĩa là sóng c đang được diễn ra Ok, sóng số 4 vẫn tiếp tục chứ không có gì hết nha Còn không có thì nếu mà nó đi lên luôn ngay bây giờ Thì có thể sóng số 4 có thể dán ở đây thì để làm sao mình thắng cái cuộc chơi ngay bây giờ á là mình để ý hai cái vành đen này nghe nó cũng đã tới gần cái mũi của cái hình tam giác rồi thì có nghĩa rằng á nó sẽ chọn lựa một là nó phá vỡ ở vùng này hai là nó phá vỡ ở vùng này ok để ý đó và cái đầu tiên để cho xác thật thì mình đợi cái tín hiệu thứ hai là cái tín hiệu này nè ok cái tín hiệu này không chỉ nó phá vỡ cái phá vỡ cái đường chỉ đen nha nhưng mà mình nó gọi là phá vỡ cái đỉnh vừa rồi của nó ok và đây là mình sẽ làm đậm đậm hơn cho bạn có nghĩa là bạn không có một thắc mắc nào nữa hết gọi là mình vô cái tín hiệu thứ hai mình mới vô hàng là để cho mình đánh cái lệnh lên 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 và lên ok đây mình làm đậm hơn cho bạn rồi và ở dưới đây mình cũng làm đậm làm đậm hơn cho bạn không còn thắc mắc nữa ok để hai cái vần vần chỉ xanh và chỉ đỏ này ok à, không chỉ vậy nói cho những người không biết thì mình có thể cài đặt luôn ở đây là 8133 bạn lên đây bằng cách thể cài đặt cái cái báo thức nếu nó lên tới cái con giá 8133 thì nó sẽ báo bạn để có thể là 8133 để mình canh, mình quấn những cái lệnh long lên. Ok. Còn ở dưới đây là gì? 6512. Ok. sáu mươi năm hai, và nếu mà sáu mươi nó cắn dưới sợ thì đây là những con giá kế tiếp và không chỉ vậy nó sẽ rơi vào cái vùng này nhớ nguyên cái trend này nè nguyên cái trend này này nó vẫn là up trend, nghe nó vẫn là lên 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 và lên con giá nếu nó vẫn giữ được trên 44 xác suất vẫn là lên tiếp nghe lên tiếp con giá là 44.3 lần cái okay, 44.3 dưới đây là ok à, thì nó là vậy đây là con giá 44.3 mình để sẵn đây cho bạn luôn thì cái đầu tiên là để ý cái cây hai cái đường chỉ màu đen này không một xuống hai lên cái okay, để ý nó để ý nó ok hai là đường chỉ này ok đây là những cái nến nó dẫn đường đi xuống và nó sẽ rơi vào cái khu vực này còn nếu mà nó nó là gì? Nếu mà nó đánh vỡ cái vành đen này thì nó sẽ cắn những cái nến này để nó rơi vào cái khu vực. Cái đầu tiên là nó sẽ rơi vào cái khu vực này trước nè. Ok, có con giá là 75, 80 rồi sau đó là tới cái khu vực này thì mình chuyển nó lên đây đi cho nó cho nó dễ, dễ coi, dễ coi. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Bạn có thể đặt được hai cái gì nè, hai cái báo thức sẵn. Còn, chọn cái con đường nào? Cái đầu tiên là để ý cái đường chỉ đen trước nha, cái hình tam giác của nó. Coi thì nó phá vỡ chỗ nào sau đó là mình cài đặt thêm nghe cái thêm một là cắn trên đây hai là cắn dưới đây để mình báo thức là mình biết là lên hoặc xuống lên hoặc xuống cho những cái giờ và những ngày tới đây, ok à, mình sẽ tiếp tục cập nhật nó nha mình sẽ cập nhật những có những cái đồng mới mình sẽ cập nhật uh, thêm 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 cho bạn để cho những cho những cái ngày tới đây mình có thể chốt những cái đồng altcoin uh, một cách ngon lành, ok thì đây là cái đồng này là nó, nó là vừa rồi nó đã tăng trưởng rất nhiều rồi hai trăm mấy phần trăm rồi thì bây giờ mình mới gọi là cộng vô thêm cho bạn để cho bạn có thể chốt đơn thể là cái cái trend là lên lên và lên ngay bây giờ ngay vì nó đang đi sideways cũng giống như cái vùng này thôi trước khi nó có thể là xác suất là tiếp lên 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 và lên ok để à, mình coi thì mình có bỏ lỡ một cái thứ gì không riêng bạn có thể thấy đây vừa rồi nó rơi xuống lần đầu tiên rơi xuống lần thứ hai thứ ba thứ tư có nghĩa là nó chống khá là ok là đây là cái chống lưng của nó trực tiếp vừa rồi nè ok nó chống khá là ok mà nó nằm ở trong cái hình tam giác như vậy thì bởi vì vậy có thể có thể là nó sẽ cái sóng C không xảy ra có thể là nó bung luôn ngay bây giờ cũng được nghe nghe bung luôn cũng được bung luôn bung lên luôn cũng được không có thể là không nghĩa là sóng C phải phải buộc xảy ra nghe ok thì nó là vậy ok thì mình nhắc nhắc một cách gọi là dễ hiểu nhất có thể ok nhưng mà nếu nghe nó chọn lựa cái con đường xuống trước khi lên thì nó phải rơi vào cái vùng này vẫn phải giữ trên 44 để lên lên lên, lên và lên dưới 44 thì mình mới lo nghe mới lo ok cái trend thì rõ ràng mình đã biết rồi tắt đi tất cả mọi thứ dễ coi hơn ok đây lên 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 nó đang lên 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 chứ không phải vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cái đầu tiên để hai cái vành này để cái cái đường chỉ màu xanh này còn giá là 81 bỏ 47 còn giá dưới đây là 65 39 vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong cái đồng này nhớ những cái video thế thì mình gửi cho bạn nếu bạn tạo được lợi nhuận ok vân 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 vâng. nhớ đừng quên nghe ứng vô cái ngón tay bên dưới giúp mình, mình có nghĩa ứng vô chữ thích Uh, đây là cái tập đầu tiên cho những cái video của những cái tập khác, cũng giống như những cái đồng mà trước đây BTC, Ethereum vân vân vân. Nhớ là mình cung cấp tới mười mấy đồng lận nha. Cho những người nào nghe muốn gọi là giao dịch những những đồng khác thì bạn có thể gọi cho cô thư ký để lấy những cái video vừa rồi. Và tới đây thì vừa rồi là mình chỉ tập trung rất nhiều vào BTC, Solana, ok? Solana, à uh, Solana, ok? Uh, Avalanche. Và chuẩn bị tới đây thì mình sẽ cộng thêm nữa, thêm nữa, thêm thêm nữa. Ok. Để cho bạn có còn gọi là cộng uh, những cái video cập nhật thường xuyên của những cái đồng altcoin hơn bởi vì đến giờ đã giới tới cái giai đoạn là nó chuẩn bị bay 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 ok thì mình sẽ cố gắng cố gắng cung cấp thêm để cho bạn bạn có thể chốt đơn ngày hôm nay rồi chúc bạn chốt đơn những cái ngày và những cái tuần tháng tới đây tối nay mình sẽ đẩy cho bạn thêm đâu khoảng hai đồng altcoin nữa ok để ý nó rõ ràng cho những người nào không biết nếu bạn là phải là người đăng ký cái kênh thì bạn phải nhảy lên trên đây bạn đăng ký cái kênh này tất cả mọi thứ mình làm trong ngày đều được đăng lên trên đây tất cả mọi thứ mỗi ngày ngày mình đều đăng trên đây thì lúc mình rảnh rất là nhiều kiến thức về tiền điện tử sẽ nằm ở trên đây cái nằm nhà đây những cái ngày mình thức qua đêm mình giao dịch ở trên mạng thì nhiều lúc mình cũng cho bạn tín hiệu hoàn toàn miễn phí trên đây vân 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 lên trên đây lấy cái tên lấy cái tên của thằng cu này ok hoặc lấy cái tên của thằng cu này ok dán như vô đây bạn có thể tìm được mình nằm ở trên cái nền tảng x nhớ uh, rõ ràng tức cái đây hồi nãy mình nói là mình sẽ gửi cho bạn 10 phút sau khi mình gửi đó có nghĩa là mình gửi qua cô thư ký rồi đó cô nhân viên và có nhân viên sẽ gửi cho bạn thì mình đã nói là mình đã gửi thì chủ yếu là coi cái tin là đã gửi có nghĩa là bạn có thể nhận được rồi ok nếu mà trên đây mà ghi là chữ chưa gửi có nghĩa là uh, sẽ gửi thì đừng đừng có quan tâm bởi vì sao nhiều lúc uh, nếu mình học chưa xong á mình sẽ không gửi cho bạn đâu ok thì có nghĩa là mình làm cái video chưa xong bạn phải ráng đợi chừng nào mình ghi đã gửi thì bạn có thể kiểm tra cái hộp thư của bạn vậy thôi xin chào mọi người cảm ơn cảm ơn và cảm ơn